Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tới tập 354 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính khu xóm của bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu rồi, cho nên đó là bạn được bà nội bạn với lại những người cô của bạn kể lại các bạn. Bạn kể rằng là những người nào mà ở trong khu vực chợ Tân Phước, quận Tân Bình, gần khu vực trường đua Phú Thọ đó, thì nếu mà người nào ở lâu năm, mấy chục năm về trước á, thì sẽ biết câu chuyện này, tại vì nó khá nổi tiếng vào thời bấy giờ các bạn. Và chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian sau giải phóng, tầm gần thời gian mà xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam đó các bạn. Thì trong khu xóm của bạn có một chị. Chị này rất là đẹp và dịu dàng. Chị này có một anh người yêu cũng khá là đẹp trai. Thì một hôm á, là anh người yêu này qua bên nhà chị này chơi các bạn. Thì lúc đó là buổi chiều, cho nên hai người á, là đã đem hai cái ghế đi ra phía trước cửa nhà ngồi vừa nói chuyện và vừa hóng gió luôn. Thì bắt đầu trời dần dần sụp tối, thì khi đó chị có nhìn qua bên kia, tại vì đối diện nhà của chị này bên kia là cái chợ các bạn. Thì khi mà chị nhìn qua, chị thấy ngộ lắm. Chị thấy có ba người, mà một người thì cái mình bình thường nhưng cái đầu thì là đầu ngựa các bạn, và người kia thì cái mình bình thường nhưng cái đầu lại là đầu con trâu, và cái người còn lại đi chính giữa đó thì cái người đó hoàn toàn bình thường từ trên xuống dưới luôn, nhưng đặc biệt lại có dây xích mà bị xích cái tay, xích cái chân lại, mà dây xích rất là to. Thì khi mà chị nhìn thấy ba người này sao nhìn kỳ quá, nhìn lạ quá, cho nên đó là chị này đã kêu cái anh người yêu: anh ơi, anh nhìn qua bên kia chợ á, anh thấy gì lạ không? Chỗ sao mà nhìn ghê quá vậy? Thì khi đó anh người yêu này có nhìn qua bên kia, nhưng mà anh đâu thấy gì đâu. Anh mới quay qua anh nói: ủa, bên kia đâu có gì đâu em. Em thấy gì hả? Thì chị mới nói rằng: trời ơi, em thấy ba người kìa, họ đang đi kìa. Hai người á là cái đầu hả, đầu trâu mặt ngựa, mà cái mình bình thường, còn cái người đi chính giữa giống như là tù nhân vậy đó anh ơi, chỗ sao thấy ghê quá. Và anh người yêu này nhìn lại nhưng vẫn không thấy các bạn. Thì anh mới nói rằng á là: em bị gì á, chắc em nhìn lầm thôi, làm gì có. Thì lúc này, trong khi rõ ràng mới nãy chị thấy rõ ràng ba người này đang đi, nhưng kỳ này chỉ nhìn lại đó thì chị không thấy nữa. Thành ra là anh người yêu anh nói rằng là có thể là em nhìn lầm thôi, chứ làm gì hả, giờ này ai mà đeo mặt nạ đầu trâu mặt ngựa mà ra đường giờ này. Thì khi đó chị cũng nghĩ rằng chắc có thể mình nhìn lầm, cho nên nó là thôi cũng không nói nữa. Thì bắt đầu sau cái ngày đó khoảng 3 tuần thì tự nhiên chị này lâm bệnh các bạn, mà bệnh rất nặng luôn. Mà trong khi gia đình của chị á, là cho chị uống thuốc từ thuốc Tây, rồi xong rồi thuốc nam, thuốc bắc luôn, nhưng vẫn không đỡ. Và trong cái khoảng thời gian đó thì rất khó khăn các bạn, sau khoảng thời gian giải phóng là khó khăn dữ lắm. Cho nên nó là gia đình cũng không phải là khá giả, thành ra là cũng không có đưa đi bệnh viện. Với lại thời xưa bệnh viện cũng không phải là như là bây giờ mà đi rất là dễ. Hồi xưa đi khó hơn bây giờ các bạn. Thì sau đó chị có kể lại cái chuyện mà mình đã nhìn thấy cho ba mẹ của chị nghe. Sau khi mà gia đình chị nghe xong, họ mới nghĩ rằng có thể là do chị nhìn thấy người ta, cho nên là người ta đã quở chị, khiến cho chị này bệnh như vậy. Thành ra là gia đình của chị này đã mua đồ về để mà cúng kiến các bạn. Nhưng khi cúng xong, chị này vẫn không đỡ bệnh, vẫn cứ là bệnh mà càng lúc bệnh càng nặng. Thì sau cái khoảng thời gian cúng khoảng vài ngày đó là chị
này đã chết các bạn. Và khi mà chị chết đó là trong mấy ngày làm đám tang, hoàn toàn không thấy mặt anh người yêu. Thì lúc đó ba mẹ chị cũng buồn, nghĩ rằng trời, hai đứa nó quen nhau lâu chuẩn bị cưới, mà bây giờ đó là hả con mình nó mất vậy á, mà nó cũng không qua đám tang nữa thì cũng nghĩ buồn tủi. Và sau khoảng 2 năm tự nhiên anh này xuất hiện ở nhà chị. Thì anh này đi vào và nhìn thấy trên bàn thờ tấm hình của chị, anh cũng khóc rất là nhiều. Và lúc đó ba mẹ chị mới hỏi rằng là tại sao hai đứa quen nhau như vậy, mà khi mà nó chết con không qua làm sao, mà tới bây giờ nó mất cũng đã gần 2 năm rồi con qua làm gì. Thì ảnh mới nói rằng là không phải là con muốn qua đâu, mà tại vì là con bị bắt đi lính, bắt đi qua bên Campuchia để mà đánh bom bóp với các bạn. Thì ảnh đã kể lại một cái câu chuyện mà ảnh đã gặp phải trong cái thời gian mà mình còn ở chiến trường bên đó. Và khi mà nghe ba mẹ của chị này khóc rất là nhiều các bạn, ảnh kể rằng là trong một cái lần hai bên đang đánh nhau, hai bên đang bắn ì đùng quá trời luôn, thì ảnh mới chạy. Thì khi mà ảnh chạy đó là từ xa, cách cái chỗ ảnh đang chạy khoảng chừng có 10 bước chân thôi, hơn 10 bước chân thôi, thì anh thấy là bên địch đó các bạn có một cái thằng địch đang nứt ngay cái gốc cây bên đó, và nó đang đưa súng qua và nó chuẩn bị là nó bắn anh rồi. Và khi mà cái viên đạn được phóng ra đó là anh nghĩ trong bụng rồi, kỳ này mình chết rồi, mình sẽ hy sinh tại đây chứ không được về Việt Nam nữa. Thì tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó, nó chỉ có khoảng 2 giây thôi các bạn, thì tự nhiên ảnh thấy có một cái bóng người, mà cái bóng người này y như là cái bóng người người yêu của ảnh luôn. Cái người đó y chang người yêu, mà chỉ là một cái bóng thôi các bạn. Và khi mà ảnh đang đứng, tại vì cái viên đạn này nó đã được bắn ra rồi, và ảnh coi như là giống như là khi mà chúng ta bị bắn thì chúng ta đứng chết sững tại chỗ để chuẩn bị đón nhận các bạn. Thì tự nhiên chị này, các bạn thử tưởng tượng đang đứng vậy đi, thì cái bóng của chị này lướt ngang cái người anh này luôn, và cái viên đạn thay vì nó cắm lên đầu ảnh á, thì viên đạn này nó đã chợt qua khoảng 10-20 phân các bạn, và ảnh đã thoát chết trong cái gang tấc đó. Thì lúc này ảnh mới lấy bình tĩnh lại để mà ảnh bắn cái, thì cái thằng địch đó nó chết. Và sau đó ảnh bình tĩnh lại, ảnh mới nhớ lại rằng trong cái khoảnh khắc đó đó, trong cái khoảnh khắc mà mình sắp bị viên đạn bắn đó, thì tự nhiên tại sao mình lại thấy người yêu của mình. Thì bắt đầu ảnh hoang mang, ảnh nghĩ rằng không lẽ là cô người yêu ở nhà đã có chuyện gì, và bây giờ là qua để mà cứu mạng anh hay sao. Thì ảnh về, khi mà được về qua thì mới biết rằng người yêu đã chết các bạn. Thì sau khi mà ba mẹ của chị này nghe cái câu chuyện anh này kể lại, hai người khóc rất là nhiều. Và những cái người hàng xóm, người ta cũng hiếu kỳ, người ta qua người ta nghe, người ta đứng người ta nghe đó, thì người ta cũng khóc rất là nhiều các bạn. Và sau đó thì sau khi mà nói chuyện xong thì ba mẹ của chị này cũng hiểu rằng lý do anh bị bắt đi lính, cho nên cũng không trách nữa. Thì anh này về thì bắt đầu là bạn không có kể tới anh này nữa nha các bạn. Anh này có cuộc sống riêng của mình. Thì sau cái chuyện đó khoảng vài năm sau nữa, thì một hôm á là mẹ của chị này nằm mơ thấy rằng á là chị về và chị có dắt theo một người con trai, mà chị nói rằng á là mẹ ơi, con muốn lấy chồng, con muốn lấy anh này nè mẹ. Mà lúc đó là trong cái giấc mơ thì mẹ của chị này nhìn thấy rõ ràng chị lắm, nhưng mà không thể thấy cái người con trai kia, biết là người thanh niên thôi nhưng không thể thấy mặt các bạn. Và khi mà bác này tỉnh dậy á, là người đổ mồ hôi rất là nhiều, và bác suy nghĩ rằng quái lạ, tại sao mình lại nằm mơ thấy cái giấc mơ kỳ vậy. Mà bác nghĩ rằng có thể là do mình nhớ thương đứa con gái đó quá rồi mình mộng mị mà thôi, chứ hả sao mà có cái chuyện quan đường như vậy được. Thì bắt đầu những ngày sau là bác này cứ thường xuyên nằm mơ nhìn thấy vậy, thấy chị này về và dẫn thêm một cái người thanh niên về và đòi cưới người thanh niên đó, mẹ gả con cho anh này nha. Rồi xong rồi bác cũng không có kể lại cho ai nghe đâu, tại vì nghĩ rằng cái chuyện đó nó quá quan đường các bạn. Nó không thể nào mà có thật, mà làm cái gì mà ma mà đòi về lấy chồng bao giờ. Thì cũng không có kể cho người khác nghe. Thì một hôm á là vào một buổi chiều, lúc đó là có cái ghế giống như là cái ghế bố mà nằm mình ngửa ra đó các bạn. Thì buổi chiều đó bác mới bắt cái ghế bố đó nằm ngay trước cái cửa nhà để mà hóng gió, cầm cái quạt quạt vậy nè.
Thì khi mà đang nằm tự nhiên thấy rõ ràng cái bóng của chị này dẫn một người thanh niên vô. Và khi đó không phải là bác ngủ đâu nha các bạn, đang thức đàng hoàng. Mà thấy hả, dẫn vô nói mẹ, mẹ cho con lấy anh này nha, mẹ gả con cho anh này nha mẹ. Sau đó hả, bác lật đật bác ngồi vậy bác dò một cái rồi thì không thấy con mình với lại người thanh niên đó đâu nữa. Thì bác đã hoang mang, trời không biết cái chuyện gì, không lẽ nó đòi lấy chồng thiệt. Mà trong khi từ nào giờ á là nghĩ rằng có thể là nó đã đi đầu thai rồi. Tại vì thời gian nó mất cũng khá lâu rồi, mấy năm, gần chục năm rồi. Mà tại sao bây giờ nó về nó đòi lấy chồng như vậy? Và lúc đó thì bác có vô nhà để kể cho bác trai là ba chị này nghe. Thì qua ngày hôm sau các bạn biết, vừa mở cửa mới có một chút buổi sáng, tự nhiên có rất là nhiều người đến kêu cửa. Và khi mà bác mở cổng ra đó thì có một người đàn bà cũng cỡ cái tuổi của bác bước vào. Và người đàn bà này bước vô hỏi chị cho tôi hỏi là ở đây là có đứa con gái tên gì đó, và nó mất năm mấy ngày đó, phải không chị, phải nhà của nó đây không? Thì bác nghe, trời sao mà cái người đàn bà này lại biết tên con mình. Mà cái người này lạ quá à, đâu có quen đâu, mà biết tên con mình, mà biết luôn cái ngày nó chết nữa, mà nó bệnh nó chết, biết luôn. Thì hả, bác khóc quá trời luôn, mới hỏi ủa sao vậy, sao mà chị biết con tôi, sao chị biết con tôi vậy, tôi đâu có biết chị là ai đâu. Thì cái người này mới nói rằng chị cho tôi vô nhà, tôi nói chuyện này cho chị nghe. Và những cái người đi theo người đàn bà này cũng vô các bạn, và hầu như người nào gương mặt cũng đượm buồn hết. Và cái người đàn bà này mới kể rằng đó là nhà tôi nè, cách đây có 2 dãy phố thôi, tôi cũng đâu biết con chị là ai đâu. Và tôi có một đứa con trai, nó mất rồi chị, nó mất hả cũng khá lâu rồi, và nó chết do bị xe đụng. Thì mấy bữa nay tôi cứ nằm mơ, tôi thấy con tôi nó về, nó báo mộng, nó dẫn theo con gái chị về, nó nói rằng má ơi má, má lấy vợ cho con đi má. Rồi xong rồi hả là nó còn nói rõ ràng tên con chị, cái ngày sanh và cái ngày mất luôn. Thì tôi cũng hoang mang lắm, không biết làm sao nữa, nhưng mà nó cứ về nó đòi hoài chị ơi. Mà bây giờ mình là cái bậc làm cha làm mẹ, con mình nó mất rồi, mà cái ý muốn của nó, hai trẻ nó thương nhau, mặc dầu là hai người anh mà vẫn có tình yêu với nhau các bạn, mà bây giờ không lẽ giờ nó kêu hoài, nó về nó khóc lóc, nó đòi cưới. Thôi hả, tôi qua đây là để tôi hỏi chị cho hai đứa nó thành vợ thành chồng với nhau. Trời ơi, ba mẹ của chị này khi mà nghe xong các bạn khóc quá trời khóc luôn. Và cũng là đồng ý tác hợp các bạn, và sau đó đám cưới đã diễn ra. Thì các bạn có nhớ một cái câu chuyện hình như là vào tập 240 mấy, thì Thi cũng có kể một cái câu chuyện đám cưới ma, các bạn nhớ không? Nhưng mà cái câu chuyện đó thì cũng tổ chức đám cưới rất là linh đình. Nhưng mà đám cưới của cặp này thì không linh đình bằng cặp đó các bạn. Cặp này là cũng đưa xính lễ qua, rồi xong rồi cũng là có xích lô để mà đem bài vị của chị này về bên nhà đó. Thì đây là một cái câu chuyện mà rất nhiều người biết. Tại vì khi mà cái cô này đến nhà, cái cô mà mẹ của cái anh mà đã mất á, đến nhà nói chuyện với lại hả mẹ của chị, là hầu như người ta hiếu kỳ, và cái lúc đám cưới diễn ra đó người ta xem rất là nhiều các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà do một bạn nữ gửi về cho Thi. Thì không biết các bạn sao, chứ Thi, riêng Thi thì Thi lại tin. Tại vì nhiều khi tình yêu á thì nói chung người âm người dương cũng có yêu, và người âm thì người ta cũng yêu vậy, và người ta cũng muốn sống bên nhau các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa cũng của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về 3 chuyện cho chúng ta. Bạn kể rằng là vào năm 2014 á, thì ba mẹ bạn có mở một cái quán ăn và có thuê một căn nhà 4 tầng ở bên quận 6. Thì quán ăn này thì không biết là buôn bán gì, nhưng bạn nói rằng là ở dưới tầng trệt và tầng 1 thì để buôn bán. Còn tầng 2 là cái tầng mà ba mẹ bạn với lại cái người em trai bạn ở tầng 2. Còn tầng 3 thì bạn ở một phòng, còn cái phòng bên kia đối diện với phòng bạn là phòng của những cái chị mà tiếp những chị nhân viên nữ và những cô tạp vụ các bạn, là ở chung một cái phòng.
Và ở trên tầng 4 á, thì có một cái phòng ở trong để dành cho những anh nhân viên nam, và phía ngoài là sân thượng các bạn. Thì khi mà thuê cái nhà này ở đây á, bạn cũng không hiểu lý do gì sao mà mẹ của bạn cứ nói rằng á, là bạn không được sử dụng cái toilet ở trên tầng 3. Tại vì cái ngôi nhà này cứ mỗi tầng á, là có hai phòng một toilet xài chung, hai phòng một toilet xài chung các bạn. Và mẹ bạn bắt buộc rằng á, là thí dụ như có sử dụng á, thì bạn phải xuống ở dưới tầng 2, là cái tầng ba mẹ bạn ở với lại cái người anh trai của bạn ở dưới. Thì bạn cũng không hiểu lý do, mà bạn cũng không thấy gì bậy bạ hết. Thì có một lần, lần đó là có một cái người chị bà con của bạn đi qua bên bạn chơi và sau đó ngủ chung phòng với bạn. Thì hai đứa bắt đầu á, là bắt đầu bà tám cho tới 3 giờ sáng các bạn. Thì lúc đó là chị đó mắc toilet, cho nên nó là bạn mới nói rằng là chị xuống tầng 2 chị đi nha. Nhưng mà do chị này mắc quá, với lại nghĩ rằng trời trên đây cũng có toilet, mắc gì mình phải đi xuống tầng 2, thì chị này mới vô cái toilet trên tầng 3. Lúc đi xong rồi chị ra, chị mới chửi bạn, nói rằng con quỷ mày rảnh quá ha, trời ơi tự nhiên hả, tao đi toilet vậy đó, mày đi ra mày tắt đèn, mày tắt đèn xong rồi hả, mày xả tóc mày khùng hay gì mà giờ này nửa đêm gần hơn 3 giờ sáng rồi mà mày còn xả tóc mày đi tới đi lui, rồi mày còn áp cái mặt mày để mày mày dòm vô hả, trong lúc mà chị mày đang đi tiểu như vậy. Thì bạn mới nói trời bà này vô duyên, tôi đâu có rảnh, giờ này ba mấy sáng rồi làm gì rảnh mà đi ra chọc ghẹo bà. Thì bắt đầu á là chị này nói mày khùng, tao thấy rõ ràng tóc mày dài nè, mày cũng xả tóc mày ra mày hù tao hả. Thì bạn nói hầm nha, tôi không có rảnh đâu, mẹ tôi hả là không có cho tôi đi ra khỏi phòng lúc 12 giờ đêm đâu. Thì chị này mới nói kỳ vậy, trong khi tao thấy rõ ràng. Thì bạn nói giờ bà không tin đúng không, bà không tin ha, tôi mở camera lên, có camera nè, hành lang là có camera hết, nếu mà tôi đi ra, tôi không đi ra bà tính gì với tôi. Thì khi đó hai đứa bắt đầu mở camera lên các bạn. Khi mở lên á là thấy cái người chị của bạn quẹo vô toilet. Xong rồi á là thấy đèn nó tắt. Nó tắt xong cái chị kia mới mở cái cửa phòng ra, cái đèn hành lang á các bạn, mở cái phòng toilet ra, lò thò cái tay ra để bật cái công tắc lên. Xong thấy nó tắt thêm lần nữa. Nó tắt thêm lần nữa thì không thấy ai, hoàn toàn là không hề thấy ai, chỉ thấy cái người chị của bạn thôi. Mà chị nói rằng bạn này chọc, hoàn toàn không thấy bạn đâu. Thì hai đứa khi xem xong cái đoạn camera đó khá là sợ. Sợ quá cho nên hai đứa hả, đóng cửa xong cái mở kinh lên nằm ngủ tới sáng luôn. Sợ quá, sáng hôm sau bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì lúc này mẹ bạn mới nói rằng là thôi giờ con nói vậy giống như con biết rồi, thôi mẹ cũng giấu nữa. Tự nhiên đó là sau kỳ lắm, mẹ cúng đều đặn lắm rồi, nhưng mà lâu lâu á là những cái người mà nhân viên nữ á, các bạn phòng đối diện với bạn á, là những người đó cứ thấy hoài luôn. Cứ thấy hả là cứ hả xả tóc đi tới đi lui, thấy một cái người con gái xả tóc đi tới đi lui. Xong rồi á là nhiều khi người ta tắm ở trong phòng tắm á các bạn. Tại vì cái cửa bằng nhôm các bạn, mà ở trên nó có cái kiếm mờ, nếu mà mình đi qua thì nó sẽ thấy cái bóng, nhưng mà thí dụ như mình áp cái mặt mình vô á thì ở trong mình nhìn ra mình sẽ thấy. Thì bắt đầu á là hả mấy chị này với lại mấy cô tạp vụ cứ thấy thường xuyên, là cứ hả là đứng ở ngoài á áp cái mặt vô dòm, mà khi mở cửa ra hoàn toàn không có ai. Cứ nghĩ rằng mấy thằng nhân viên nam nó lên nó rình mình tắm, nhưng khi mở cửa ra hoàn toàn không có ai. Và mấy chị này với lại cô tạp vụ có kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ cũng có mua đồ cúng đó, nhưng mà sao không hết. Với lại là khi dọn về đây thuê cái căn nhà này làm ăn rất là được các bạn, càng lúc càng lên. Cho nên cuối cùng ba mẹ bạn đã mua hẳn cái căn nhà này luôn. Lúc đầu thì thuê nhưng sau này mua luôn. Xong rồi có mời thầy về để mà tụng cầu siêu cho cái người đó. Thì sau này đã không còn thấy người phụ nữ đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng đó là mới đây nè, là mẹ của bạn á, là vào năm 2016 là mẹ của bạn có mua một cái căn hộ chung cư cao cấp để mà làm của hồi môn cho bạn, bạn chuẩn bị lấy chồng. Thì khi mà mua cái căn hộ này là do người ta mới vừa giao nhà thôi, cho nên đó là nội thất rồi thiết kế là chưa có làm. Và bạn phải là cái người, thí dụ như mình thích cái thiết kế nào thì mình sẽ thuê một cái đội ngũ đến để mà theo cái ý thích của mình họ làm theo.
Thành ra là cái thời gian đó và hiện tại bây giờ là bạn đang bán hàng trên Facebook các bạn. Và lúc đó thì hàng về quá trời luôn, cho nên nó là bạn không có cái chỗ để mà bạn để hàng. Thành ra là trong cái thời gian mà để cho cái đội thi công người ta thiết kế xong cái căn hộ cho mình đó, thì bạn đã thuê một cái căn nhà ở bên quận 8 để mà để hàng đỡ trong vòng 1-2 tháng thôi, chứ không có thuê lâu. Thì hôm đó là bắt đầu hàng về, bắt đầu là phải kiểm hàng tới khuya, tới khuya tầm khoảng hơn 11 giờ gần 12 giờ đêm á. Thì những cái người chị mà làm chung với bạn á, thì mấy chị đó đói bụng, cho nên mới rủ bạn á là: ê mày có đi ăn hủ tiếu gõ không, đi. Nhưng mà bạn thì không có đói, với lại bạn mệt, bạn nói thôi mấy chị đi đi, rồi em tranh thủ em ngủ một chút, chút xíu mấy chị về á, mình kiểm hàng tiếp. Thì bắt đầu là những chị này kéo đi, còn riêng bạn, bạn mệt quá, cho nên nó là bạn lại ngay cái chỗ salon, ngay chỗ phòng khách á, bạn nằm. Bạn nằm trên salon đó để mà bạn nằm đỡ, để ngủ đỡ. Nhưng mà nó ngủ thì cũng không phải là ngủ được liền. Bạn cũng cầm cái điện thoại xong cái bạn cũng dọc dọc dọc, khoảng 15 phút sau thì bạn mới chìm dần vào trong giấc ngủ. Thì khi mà bạn chìm dần vào, có nghĩa là chưa có ngủ sâu, các bạn tự nhiên bạn thấy có một người đàn bà mà nhìn lớn tuổi dữ lắm rồi. Và cái người này á là cũng lớn hơn mẹ bạn luôn, đi tới kêu bạn lay cái vai: con ơi, con làm ơn cho cô hỏi á, con cô đâu rồi con. Xong cái bạn mới nhìn thấy bà đó, mà bạn thấy rằng mình ngồi dậy, mà lúc đó nha, bạn thấy cái hồn của mình ngồi dậy, cái xác mình vẫn nằm trên cái ghế salon đó. Và cái hồn của bạn ngồi dậy hỏi rằng á là: ủa con, cô là ai, con đâu có biết đâu cô, con cô là ai vậy? Thì người đàn bà đó vừa khóc vừa nói rằng: con cô là thằng Tê đó con. Trời ơi, cô nhớ con cô quá, nhớ vợ chồng nó, nhớ cháu cô, rồi cô cũng nhớ luôn cái ông chồng cô luôn mà. Bà khóc quá trời luôn các bạn. Thì khi mà bạn nghe nhắc tới anh Tê á, cái anh đó là cái anh chủ nhà cho bạn thuê, mà gia đình này đã xuất cảnh sang Mỹ, và cái ngôi nhà này để dành để mà thuê thôi các bạn, và để dành để cho thuê. Thì khi mà bạn nghe nhắc tên Tê, cái bạn mới nói rằng: ảnh đâu có đây đâu cô, ông cho con thuê nhà này rồi. Thì lúc đó hả, người phụ nữ này không nói gì thêm nữa mà khóc rất là nhiều và từ từ đi ra cửa các bạn. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, bạn mới biết rằng trời, mình nãy giờ mình mơ. Nhưng mà bạn vẫn là phân vân suy nghĩ tại sao mình lại nằm mơ cái giấc mơ như vậy, hay là cái vong của cái người mẹ anh Tê nhớ con quá cho nên hỏi mình. Thì qua ngày hôm sau á, là bạn trong nhà có một cái bát nhang, thì bạn đốt nhang, bạn mới khấn vái, bạn nói rằng: cô ơi, cô có muốn con tìm cách liên hệ với anh Tê hay không? Nếu mà cô muốn á, thì con tìm cách con liên hệ, con nói với ảnh giùm cô nha. Nếu cô nghe lời con cầu nguyện á, thì con cắm nhang vô nè, cô cho cây nhang phật cháy đi. Thì khi bạn vừa cắm nhang vô, cây nhang bắt đầu phật cháy lên, là bạn biết là cái người phụ nữ này có ở trong nhà đó. Xong rồi á, là bạn đã tìm cách để mà liên hệ, tại vì khi mà bạn thuê nhà thì thường gặp qua trung gian là bên môi giới á các bạn. Thành ra là bạn cũng chưa có gặp anh Tê đó lần nào. Thì khi mà liên hệ được với anh này, anh đang sống bên Mỹ á, thì bạn có kể lại: mẹ anh như vậy đó, mẹ nói rằng mẹ nhớ hai vợ chồng anh, nhớ cháu, rồi nhớ ba anh nữa. Thì anh này nói chung là nghe và ảnh cũng cảm ơn bạn thôi. Và sau đó là khoảng 3 ngày là ảnh không nói gì, im lặng, không thấy gọi về cho bạn luôn. Nhưng mà ảnh đã sắp xếp về các bạn. Và khi về, ảnh đã mời thầy đến cái ngôi nhà mà bạn đang thuê để mà rước cái vong của cái người mẹ của ảnh qua Mỹ. Và khi mà xong xuôi hết rồi, ảnh đã trở qua Mỹ rồi, thì lúc đó, cái buổi tối hôm đó bạn ngủ, bạn lại nằm mơ. Và bạn thấy cái người phụ nữ đã về kêu mình á, mật kỳ này á là không có khóc nữa mà cười. Và nói với bạn rằng á là: con ơi, cô cảm ơn con nha. Cô cảm ơn kêu hả, là con đã kêu đứa con của cô giùm. Bây giờ cô đi. Nhưng mà thí dụ như nếu mà con có khó khăn gì đó, thì con nhớ con khấn vái, con gọi cô sẽ giúp đỡ cho con. Và sau đó là mất tiêu. Rồi bạn ở đó là bạn không thấy gì nữa. Rồi sau này bạn dọn đi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi.
Và cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là bạn được bà ngoại của bạn kêu bạn gửi cho Thi. Tại vì bà ngoại bạn năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi, nhưng mà rất mê chuyện ma, Thi kể. Cho nên đó là bà đã kêu bạn gửi cái câu chuyện do chính ngoại bạn trải qua và gửi về cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Ngoại bạn kể rằng khi mà ngoại bạn khoảng 18-19 tuổi, lúc đó là ngoại vừa mới cưới ông ngoại luôn. Thì hôm đó là buổi trưa các bạn, buổi trưa ông ngoại mới chở bà ngoại bằng cái chiếc xe đạp. Hồi xưa thì khi mà có xe như vậy là đi gọi là giàu có rồi đó, chứ không phải là nghèo đâu. Tại vì hồi xưa mà xe đạp kiếm cũng đâu có ra, phải có tiền lắm mới mua được. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn á đã chở bà ngoại bạn đi đám giỗ. Mà khi mà đi đám giỗ á là phải đi mà đi qua những cái cánh đồng, rồi có những cái gốc cây rất là to. Thì lúc mà đang chạy, lúc đó tầm khoảng 10 giờ mấy thôi các bạn, 10 giờ mấy sáng nha, đi qua một cái gốc cây, tự nhiên bà ngoại thấy một người đàn bà đang ẵm con, đang ẵm con mà đứa con với lại người này khóc rất là dữ. Thì ông chạy, tại sao là khi mà bà thấy á, nhưng mà ông ngoại bạn vẫn chạy lướt qua. Mà trong khi ông ngoại bạn bình thường tốt bụng dữ lắm, thấy ai khóc lóc là liền lại hỏi xem là mình có giúp đỡ được gì không. Mà sao kỳ này ông lại lướt qua như vậy mà ông không ngừng lại. Thì bà mới kêu rằng anh sao anh không thấy người phụ nữ ẵm con ngồi khóc hả anh? Ngừng lại đi anh, coi rằng là người ta có cái chuyện gì, mình giúp được người ta cái gì không. Thì ông ngoại bạn nói với ngoại rằng là anh đâu thấy gì đâu, đâu thấy gì đâu em, trời ơi giờ này trưa nắng ai mà ngồi ngoài đường mà ôm con mà khóc em. Thì bà dòm lại không thấy ai hết. Thì bà mới nói ủa rõ ràng mới nãy em thấy mà, nhưng mà do là đi đám giỗ lẹ lẹ để mà tới. Xong rồi hả, là buổi chiều tối hôm đó về á là bà ngoại có kể lại cho bà cố nghe. Mà bà cố ngoại với lại bà cố nội của bạn là giống như là mẹ của bà ngoại với lại mẹ chồng của bà ngoại là hai người ở kế bên nhau, hai nhà sát bên nhau các bạn, cho nên hai bà thân với nhau lắm. Thì khi mà kể lại cho bà cố là mẹ chồng mình nghe đó, thì bắt đầu là hả, bà bắt đầu qua nói lại với mẹ ruột của ngoại. Bắt đầu hai bà có vẻ là cái gương mặt đổi khác dữ lắm, mà giống như là lo lắng á. Thì hai bà mới nói rằng là thôi đừng nói nữa. À, biết vậy được rồi, đưa cho cái vòng nó nè, đeo cái vòng này vô đi, đợi ba chồng mày về đó, đợi hả là ba chồng mày về rồi tính. Tại vì ông ngoại, ông cố của bạn hồi xưa là thầy pháp chuyên gia, là đi coi phong thủy rồi nhiều khi đi bắt ma người ta, rồi mời đi xa lắm các bạn, nhiều khi là mấy ngày mới về một lần. Và cái thời gian đó thì ông cố có nhà, cho nên nó là nói rằng là thôi mày đeo cái vòng này vô, có cái bùa nè đeo vô đi, nghe lời má đeo vô rồi đợi ba về. Thì bắt đầu là bà ngoại cũng đeo vô, nhưng mà đeo vài ngày thì đâu thấy gì đâu. Cho nên hôm đó thì làm công chuyện nhà, rồi cái vòng nó vướng víu quá, cho nên bà ngoại đã lột cái vòng ra. Rồi xong rồi lại quên mang, quên đeo vô trở lại các bạn. Thì tối ngay tối hôm đó luôn, tự nhiên bà đang ngủ kế ông ngoại luôn, tự nhiên nghe vợ ông hát đâu, vợ ông hát đâu, kêu vậy đó. Xong cái bà mới ủa ai kêu mình vậy ta mà giọng lạ quắc à. Thì bà mới giật mình vậy, bà nghe, bà lắng tai bà nghe tiếp. Thì vợ ông hát đâu, ra đây tao biểu coi. Thì bà nghe cái giọng, ủa ai giọng lạ mà giọng nghe ghê, mà không phải như cái giọng của Thi đâu, mà nghe nó rền rền, mà nó âm u giống như là cái giọng mà từ cõi âm giọng về các bạn. Thì bà sợ, bà mới nằm đó luôn. Xong cái tự nhiên ngồi bà thấy có người xông vô, dở cái mùng của bà lên, mà trong khi ha, ông ngoại vẫn nằm ngủ ngáy khò khò không nghe gì hết. Mà lúc đó chỉ mới tầm khoảng 7 mấy tối thôi, mà do hồi xưa các bạn người ta ngủ sớm dữ lắm. Thì bắt đầu bà mới thấy cái người phụ nữ đó, mà trời cái gương mặt của bà rất ghê, tóc tai thì xù xụ, mặt mày máu me không, nhào vô bóp cổ. Thì bà sợ quá, bà mới giãy đập lên hả, giới cái tay qua để kêu ngoại vậy nè. Nhưng mà ông ngoại không thức các bạn, giống như là ông không nghe gì hết trơn á. Thì bắt đầu bà ngợp quá, cái người này bóp cổ bà khó chịu quá, bà mới kêu. Bắt đầu hả là khi kêu hoài, ông cố, ông ngoại của bạn không dậy, cho nên đó là bà đã niệm Phật. Mà khi mà bà niệm Phật á, là cái người đàn bà đó còn bóp cổ bà nặng, mạnh hơn nữa các bạn, đè. Mày bóp, mày niệm Phật à, im, im,
kêu vậy các bạn. Xong rồi hả, vừa một tay vừa bóp cổ, một tay vừa bịt miệng, không cho bà ngoại bạn niệm Phật. Thì bà sợ, bà la quá trời luôn. Thì bắt đầu á là cùng cái thời gian đó đó là ông cố của bạn về, làm ba chồng của bà ngoại đó. Thì ông cố bạn về ha, là ông đi vào, mà ông cố bạn có thói quen á là đi đâu về á là hay đi ra phía sau bếp á để lục cơm nguội ăn. Thì cái lúc mà đi ra phía sau, đi ngang cái phòng của bà ngoại bạn á, là nghe tiếng ú ớ, nghe cái tiếng của bà ngoại kêu, mà không phải là kêu mà thí dụ như cha ơi cha, mà cái này kêu cha, cha ơi cha, mà giống như là đang bị bóp cổ vậy đó. Thì ông có nói ủa sao mà con nhỏ này nó kêu gì mà cha ơi cứu con, mà cha ơi cứu con, mà giống như bị bóp cổ. Thì ông có thấy lạ quá, mà trong khi cái buồn của vợ chồng nó, mình mở cái màn cho mình coi cũng kỳ, nhưng mà sao mà cái giọng của nó kêu kỳ quá. Cho nên ổng quyết định ổng kéo cái màn ổng giặt ra ổng coi coi sao cái gì trong đó. Thì khi mà dòm vô á là thấy ông ngoại của bạn đang nằm kế bên ngủ say mặt, ngủ rất là ngon. Còn riêng bà ngoại của bạn á là đang hả, là cái tay của ngoại á đang bóp tự bóp cổ mình các bạn, mà trợn trắng con mắt lên, trợn trắng con mắt lên, mà cái miệng á thì mấp máy kêu cha ơi cứu con. Trộm có biết rồi. Và ông có thấy cái người phụ nữ đó, và cái người phụ nữ đó gương mặt dữ, thiệt là dữ. Và ông có biết rằng cái người đó là quỷ chứ không phải là vong bình thường nữa các bạn. Vô tới nhà của ổng, ổng là pháp sư, mà dám vô tới nhà ổng để mà muốn giết con dâu ổng. Cho nên ổng về lại là ổng xô ra, rồi ổng mới ấy lấy cái lá bùa trong người ổng, ổng hất qua một cái là cái người này biến mất tiêu các bạn. Thì khi mà bà ngoại tỉnh dậy được rồi, lúc mà thấy ông cố khóc quá trời luôn, cho ba ơi ba, ba ơi mơ ha, may mắn là có ba như vậy. Thì ổng mới hỏi rằng á là mày đi đâu, mày làm cái gì mà để cho hả là con quỷ này nó muốn giết con vậy con. Thì lúc này ông ngoại mới dậy nha các bạn. Ngoại dậy hỏi ủa gì vậy, gì vậy tía, gì vậy chứ tía, là không, ổng biết gì hết trơn á. Thì bà ngoại vừa khóc vừa nói trời ơi con đâu làm gì đâu hả, hôm trước á, bắt đầu mới kể lại cái chuyện mà cách đây mấy ngày đi đám giỗ, là hôm trước con thấy cái bà này nè, bà ôm con bà khóc. Thì hả con nói với lại ảnh, mà ảnh nói là không thấy ai, rồi về má mới kêu con đeo chiếc vòng vô mấy ngày đi rồi đợi ba về, nhưng mà hả hôm nay con làm công chuyện con tháo ra rồi, rồi con quên đeo. Trời bà ghê quá ba ơi, bà bóp cổ con mà con niệm Phật không được. Coi như là bà không sợ tiếng niệm Phật nha các bạn. Vừa bóp cổ vừa bụm cái miệng lại, không cho bà ngoại bằng niệm Phật luôn. Thì ông cố mới nói trời con quỷ này càng lúc càng lộng hành. Cái con quỷ này nổi tiếng trong khu vực có lắm, nhiều người thấy lắm. Thì sau hôm đó ha, qua ngày hôm sau, ông cố của bạn đã đến cái gốc cây đó đó các bạn. Cái gốc cây mà bà ngồi bà ôm con bà khóc á. Thì làm phép và đốt, nói chung đốt bùa hay làm gì đó mình không biết, tại vì ông cố là thầy pháp. Thì sau cái lần đốt đó thì không còn ai trong vùng nhìn thấy cái vong quỷ đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do chính bà ngoại bạn trải qua. Và ngoại bạn năm nay đã bảy mấy tuổi rồi, kêu rằng kể lại cho Thi nghe, để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Và hôm nay Thi kể xong tập 354 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 355. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Mọi người ơi, ngày mai là Việt Nam mình đá trận chung kết rồi. Thì rất là cầu nguyện và mong muốn rằng Việt Nam sẽ đạt được hả là chức vô địch trong năm nay. Hy vọng là như vậy các bạn nha. Và các bạn nhớ nha, thí dụ như Việt Nam mình mà có thắng thiệt á, có vô địch thiệt á, thì chúng ta đi bảo, nhưng mà đi bảo một cách lịch sự, ý thức và an toàn, để mà cho những nước bạn nhìn vào và họ tôn trọng nước chúng ta, chứ đừng có quậy phá như là những bạn thích lọt thích cãi như các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á là tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.